chị có đang tìm gì? Em tên gì? Mai Anh à? Vâng ạ. Tên đẹp nhỉ? Em sinh năm 99 à? Vâng. Ở Thái Bình? Vâng. Cùng quê Sơn Tùng MTV á? Gần nhà luôn. Gần nhà? Vâng. Chiều cao mét bao nhiêu? 79 ạ. 79. Hơn anh đúng 10 phân. 10 phân. Anh 69 á? Ừ. Sao? Anh 73. 56 rồi. Đi đều đem đi sớm bút chuyển. Em cho anh một ít được đi chơi bút chuyển. Em cho anh em cho anh 5 phân thôi. Đi chơi bút chuyển được nhỉ. 79 là bút chuyển rồi đó. Em chơi mà. Chơi à? Anh cũng chơi bút chuyển này. Anh chuyển 2. Chuyển 2 à? Ừ. Em phát 1 lên. Anh chơi chuyển 2 không biết chơi chứ, không biết thủ. Lẽ ra em phải chơi bóng chuyền, phải thi đấu cùng với cả bọn Kim Huệ bọn ấy thì đây chỉ ở mét tầm mét 79 mét 80 chứ mày. Thì nhưng mà đánh bóng chuyền nhiều nó xấu người ấy, thì mọi người ở nhà bảo thôi không đánh bóng chuyền gì hết, nghỉ. Sao lại xấu người? Tại vì đánh cái đấy nó thô anh, nó thô. Em đánh một thời gian đi xong rồi cái vai nó to thì... Thế à? Kiểu nó lên cơ tay. Sao anh thấy bọn bọn đánh bóng chuyền như bọn anh, Kim Huệ bọn chuyên nghiệp ấy nhìn em nhìn nó đẹp mà. Giờ tập xong rồi đen xì. Thế á? Ừ, đen hết cả người rồi. Hay là nhìn trên tivi nó vậy nhỉ? Cái trường của anh chị ở gần chỗ em học mà, đi Quan Xuân mà. Hay à? Kiểu thi thẳng về xong rồi đánh để cho học viên mới xem ấy, tham khảo ấy. Ừ. Thế gặp Sơn Tùng bên ngoài đời chưa? Về trường em rồi. Về. Vâng. À trường nó học đấy à? Vâng. Học trường cấp 3. Sơn Tùng làm gì? Giao lưu cùng Sơn Tùng MTV. Đây fan cứng của Sơn Tùng MTV này. Sky ơi! Say yeah. Out yeah! Say out yeah! Yeah yeah yeah! Đi ơi! Vậy là vừa rồi chúng tôi đã tham quan hết địa điểm ở chỗ ngắm hoa rồi. Ăn hết một con gà. Bây giờ bọn tôi sẽ tiếp tục di chuyển để đi đến địa điểm 8 người ăn hết con gà. Để đi tắm biển. 8 người ăn hết con gà nghe oai lắm nhỉ? Nghe oai. Con gà to vật vã. Gà vô 4,5 kg.